sống nè. Hồi con ấy con tưới nó miếng sợi cát nó bay. Để tôi tưới cái cát. Thôi để nước đây nè. Nước đây Quy xin chào bạn, đang ở một nơi của miền Tây được gọi là Cù Lao Thanh Bình Quế Thiện của tỉnh Vĩnh Long. Cái Cù Lao này nó nằm thuộc nó một nhánh của sông Tiền các bạn, nhưng mà nó nằm giữa ba tỉnh, nó thuộc Vĩnh Long nhưng nằm giữa ba tỉnh là Vĩnh Long, rồi Bến Tre và Trà Vinh. Thì mình phải đi qua cầu Cổ Chiên, từ Bến Tre qua cầu Cổ Chiên, dòng về Càng Long của Trà Vinh rồi mới đi phà qua đây. Chứ hôm nay thì mấy anh em về quê phải chơi văn giả bạn. Mấy anh em chuẩn bị đốt lửa phía sau để vừa nướng vừa ngồi nhâm nhi các bạn ha. Mời bạn ra phía sau vườn nè. Rồi bây giờ lửa đi tìm lửa trại miền Tây bắt đầu khi mà mình cho lửa vào trong củi. Cho lửa vào trong trại. Đốt lửa xong trại ha. Cù Lao này thì đa số bà con mình trồng sầu riêng các bạn. Sầu riêng ở đây sầu riêng gọi là ri sáo, một cái giống sầu riêng của Thái Lan, cơm vàng, dẻo và rất là thơm. Đây, mình đang rọi cho mấy bạn thấy một cái gọi là chùm sầu riêng trên đọt, tại mình thấy cái chùm này là rất nhiều nè. Lúc trưa có bạn Phong trèo lên đếm là khoảng được 17 trái trong cái chùm này. Rồi, mỗi trái nó bự cỡ này nè, đó. Trái này cũng khoảng 4-5 kg rồi bạn. Thì lửa củi ngon lành, cái bạn Thành kiếm ít hột sầu riêng lùi vô luôn các bạn. Cái hột mít thì mình ăn hột mít lùi tro rồi, nhưng mà cái hột sầu riêng thì chưa được ăn các bạn. Giúp sẽ được thưởng thức luôn kìa. Ăn hàng này có giống như hạt mít tối hành hạ nhau không? Này phải có cái hột đào á, biết không? Cái này nó không bằng hột mít. Cái chú sao chứ không cả hột mít rồi. Nó không có độ mồ hôi hết rồi. Hột đào mà cái kiểu đào ấy á, đào lụt hột á. Hột đào của mình á. Là điều ở trên anh gọi là hột điều á. Thử ăn thử. Nó điều á. Nè Phong. Đây có đây. Nhất là thơm mà không? Giống như là cái này là cái gọi là cái tuổi thơ của dân miền Tây nè. Cũng phải đi lùi cái hột điều vô, nó bốc rồi đúng ra đúng ăn xong rồi mốt lỡ miệng thì cũng ăn đúng không? Nướng sống rồi bị lỡ miệng. Đúng hạt điều ghê. Nó mùi nữa. Nhưng mà ăn này có bị như hạt mít là hành hạ nhau không? Không. Tụi riêng lành tính lắm. Lành tính chứ không phải. Rồi bây thử thử cái mùi cái nó đi. Nó nhất cái nếu mà mình uống đúng là mình lọt cái vỏ đúng rồi. Cái này không mà còn cái kia này. Nếu mình luộc thì ăn thì ngon hơn mít rồi. Nó dẻo. Nhưng mà lùi nha nó thơm. Lùi thì thơm. Nướng gì chiên mà. Mấy bạn nào thèm không? Thèm hạt sầu riêng lùi cho gắt rồi cho không nè. Chắc ăn hết mấy hạt này chút ế dầu nướng không. Không mà ngon á, thơm. Thơm mùi nha. Thơm mà dẻo nữa. Cực kỳ ngon. Dẻo. Cho anh tâm học luôn. Rồi thử coi hộp cái chín chưa vậy? Chưa rồi, em lấy cái hộp. Để cho nó đưa thành cho nó lấy cái hộp. Chín rồi cái đó đó. Về bóp nó mềm là chín. Bóp nó bể vậy đó. Tao ngon lắm trời. Có mang này xuống mới ăn lại cái hộp nguyên nè. Mấy năm trước nhóc chưa mà đâu ăn đâu. Mời các bạn nha. Quên. Hay để nguyên nồi á. Nguyên hộp để tính luộc ăn á. Bây giờ nó gì nè? Nó rất là bùi các bạn. Bùi và dẻo dẻo. Nó thơm cái mùi. Nói chung là cái gì nướng cũng hấp dẫn ha bạn ha. Nãy mấy anh em Thành ướt cái khoai lang nướng là hết sảy rồi. Khoai lang lùi cho, nhưng mà mình cái ở nhà lại có cái hộp sầu riêng đó là cũng hết sảy bạn.
bắp nướng ở trên rồi, đúng là đúng mà mình ăn cái đồ nướng là phải đan, lùi vô đúng. Dạ rồi. Đúng rồi. Thôi phải mà nó thơm, nó thôi đan nó thơm nhưng mà nồng. Cái bắp mà còn đúng nguyên vỏ. Đúng rồi. Có mấy người hết trẻ rồi nhưng mà tìm lại tuổi thơ nữa các bạn. quá tuổi thơ lâu rồi, quá tuổi thơ lâu rồi, giờ tìm gần 20 tìm năm. Lại. Hồi đó trong đường vô nội em á có cây cây đào, cây điều. Mà giờ chắc nó chết rồi, lâu rồi không thấy. Thơm, nó thơm, nước hộp đều, nước cực kỳ thơm. Cái mùi nó thơm lạ anh Quỳ. Đúng rồi, mà ngọt, nó ngọt nhiều. Nó béo mà nó ngọt. Sao luôn á. Cái đó ăn mà nướng rồi sống sống rồi lỡ miệng thấy bà luôn. Thế nào cũng bị lỡ miệng à. Tại nhiều khi để nó chín quá nó khét không. Cho vừa trái cái khiều ra quất. Chín nó đã khét rồi, ổn, tại cái hộp nó nhỏ. Cho nó cháy. Được rồi đó, được rồi, banh thôi được đó. Bây giờ anh rút mấy, nếu mà chấp nhận nướng là nướng được rồi đó. Rút mấy. Bạn thấy lửa củi cũng xong rồi không? Là chỉ cần bỏ đầu nướng lên xong mấy anh em có thể nhâm nhi rồi. Giờ là sao? Đây nó còn chưa cháy hết, đi ra đây có một khúc cây, một cái khúc cây bên đây. Phải cắt khúc được nó mới nướng được. Tâm. Làm dưới hả? Làm dưới cho mình trước. Một em. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn chứ ạ. Chưa đâu. Về quê ngồi bàn ngồi ghế là bình thường các bạn. Mới ra vườn rồi. Vừa mát mẻ, yên tĩnh mà lại có cái không khí rất là thoải mái các bạn. Nó cao quá không vậy quá rồi, gần quá đấy. Như bạn thấy thì ở đây có thịt ba rọi nướng nè. Mì gà nướng và có cá bò lá lốp nữa bạn. Đó. Các bạn thích món liền, tôi ăn liền. Thích món nào thì đăng ký trước đi nha. Hấp dẫn quá. Quá mấy bạn lấy bia lấy mồi sẵn luôn, chút nhậu online cùng với anh em tụi mình luôn. Này là cháu phải sẵn đây. Để cái này để đại lên đây luôn. Để đi. Đâu có thiết cái bàn cho đâu? Sườn bò hả? Tao lỗi. Cái này nó không có cái đâu mày mấy này. Nó chỉnh cao nó dễ chỉnh cái lắm rồi. Ai gặp xuống nó bị áp. Mấy bạn coi thay về miền Tây mấy chú mấy anh mấy em rất là nhiệt tình ha các bạn ha. Sắp xếp rất là chú đáo. Thì tính là ngồi dưới cái tấm bạc nhưng mà vì lý do kỹ thuật một số anh em cái bụng hơi to các bạn. Thì, để lên bàn ngồi cho thoải mái. Ok các bạn ơi, chín rồi. Đi qua. Huy ăn miếng đâu rồi Huy? Thôi Huy, hồi lên bàn. Người nướng phải ăn thử trước đó. Rồi có chừng phóng một hớ người nướng rồi. Thành Thành ăn nè. Bây giờ mày dương cơm bạn ơi. Đâu quá. Do mình xách cái miếng bự quá. Con dình mấy cái cục cao cao lên đi, con đưa mấy viên gạch lên, hai viên gạch là nó vừa. Thôi được, nó lâu chín nó lỏ. Đúng rồi. Độ ra gió nàng nó chín rồi. Cái dựng em gọi là tăng bo nè. À tăng bo. Tăng bo đó. Các bạn thấy cô cũng chuẩn bị cho một cái nồi cháo hải sản rất hấp dẫn vậy các bạn. Nồi cháo kèm theo đó là rau đắng. Rau đắng vườn rau đắng. Luôn. Rau đắng dọn đất đi ha. Rau đắng hoa trong đất anh rau đắng nó nhỏ. Cảm nhận uống cái bia này dễ chịu ghê. Quê ở thành phố hả? Làm chung cơ quan như Nguyên không? Bạn Trung anh này đất chủ mưu đúng không ạ? Chú mười. Chú rồi. Nãy có này chú 10, này chú 3 các bạn. Chú 2. Chú nhỏ. Chú nhỏ. Chú 2 của Huy nhưng mà chú nhỏ. Tao quấn hết lớp cách thử ấy. Đó, bạn thấy bò lá lốp nè. Thấy sao đứng không? Cháo sôi quá. Sao rồi cái chỗ hạ lửa đâu rồi ta? Sao? Cho lên hạ lửa mới đi. Cái lửa nó nóng à. Nóng. Thôi bây giờ thôi. Dạ. Tối rồi. Chắc
được chứ. Rồi, đây. Đi đi được rồi. Ít chứ nhiều cũng uống miếng. Anh em từ Sài Gòn anh biết bao nhiêu năm anh mới gặp anh này chưa? Anh nhấp mồi cái đồng anh ngửi uống đi hết. Cháu, cháu ngon hả Phong ha? Quá chuyện. Rồi, mời Thành. Mời mấy chú. Rồi, rồi, cảm ơn. Rồi, alo Quy. Rồi, khỏi muốn bắp luôn đi. Ông bắp. Anh thấy đủ rồi, mồi mèn lui, lui. Lùi hai trái thôi. Bắp vô trong... Còn chút cho tàn các bạn. Huy đang lùi thì bắp tiếp. À, qua. Vừa uống bia xong chút chặt bắp luôn. Cái gì mà nóng ghê luôn á. Cái lò mà được cái lò nấu tắm của bà nội hồi đó nướng thì 4 lần này cũng chín nữa. Cái lò, cái đó nó dưới thôi được. Cái lò nó tắm rồi nội á. Nắp bếp ở trong nhà kìa. Bếp trong nhà bao nhiêu gian đây nãy mình nướng cái gì nó. Vô mạnh mạnh nha mấy chú. 1 2 3. Vô. Trồng cái sầu riêng nó có bị bạc mắt không chú? Cái gì cũng vậy, phải bị con bẫy thì nó sẽ bạc màu. Thì mình có nghĩ mình ở trên nó nghỉ ngơi không? Ví dụ như là trồng xong mấy lứa xong mình cho nó nghỉ xả đất chứ. Mình trồng xong ví dụ mình cải tạo đất lại. Phong là nhậu đôi lúc là chạy xe về nhà mà chả biết ngày hôm sau chả biết sao mình về được. Không nhớ đường về đường nào. Làm cho anh Đức, một luật sư ở Sài Gòn. Em được ăn được tại ngon tại sao Nguyên mình thích cái ngoạn được không anh lên coi những clip của YouTube đó là người Tây á người Tây sao ăn không thể ngửi được luôn được đó ăn nghe mùi sầu riêng là mỗi chạy hình như là bên xin chín chưa chín lớp trên là còn mọi người ơi bây giờ mình bắt đầu khui thử hàng bắp nướng nha. Ôi Thành ơi, nướng chín rồi Thành ơi. Cầm lên là thấy biết chín. Khui thử cái trái này trước đi Huy ơi. Chín dữ lắm, cá nè, cá luôn nè. Nóng lắm, nóng. Không, chín đều luôn á. Không, chín nè. Chín rồi. Đây. Nè coi nè. Thơm không? Nghe mùi thơm không? Ừ, thơm mắt luôn. Chín rồi. Bắp Mỹ đúng không? Bắp Mỹ. Bắp Mỹ dễ chín hơn cái bắp nếm mình. Bắp Mỹ chín nó giòn lắm. Không lừng đúng không? Rồi còn hai trái nữa đúng không Huy? Còn ba trái nữa. Rồi. Đấy, lâu rồi vậy. Này là nó là gọi là đều răng đều với bắp cặp cái nè. Cái mồi. Cặp cái mồi. Ngon lành ha. Để bẻ ra được. Đúng rồi, bắp ăn rồi đó. Rồi Phong mình nấu không có nước á. Nó ngọt, ngọt bao trong. Nhiêu nước ngọt nó rút lại, nó loãng ra. Đang hay gì Phong với này cho anh Quy. Thôi thôi ăn đi Huy. Anh em cũng ăn hết nổi rồi giờ em muốn nước nữa. À chút xíu ngừng ngừng miếng đi. Ít thôi chứ nhiều cũng không nổi. Cái bắp mới nướng nè. Thui luôn cho nướng gì. Thui trong lửa. Không có đó gọi là vùi vùi á. Vùi cho. Bắp vùi cho. Vùi cho. Ăn no. Không phải. Chú mười cười. Để qua đây nè, để cho nó sạch. Con Quy là quê gốc là ở tỉnh nào? Sài Gòn. Dạ. Cái này thấy nó bán trong mấy lẩu nó xào ra nó bán xào mỡ vậy. Nó nướng lọc vừa ra. Vừa thơm vừa ăn ngon. Ăn trước miếng đi. Ăn sợ no quá ăn không nổi. Không, cái ăn nguyên miếng này nóng lắm, nóng mà cầm ra đây mà cầm coi mọi người coi đây nha. Hai bạn kia người dành ăn người dành quay. Không ăn đưa đây anh lấy ăn hết. Mất ăn đứt. Không ăn không trái bắp là tỉnh rồi. Ngọt. Ngọt mà thơm. Sao nó ngọt dữ vậy ta? Ngọt kinh vậy luôn á. Ngọt mà thơm. Tại đâu mất nước ra ngoài không? Nhiều quá.
này là nướng chứ không phải luộc. Nóng, nóng quá. Nóng nức. Nóng ngon. Thôi. Chứ dạ. À, chào mai chủ nhật mà. Chú Mười. Mai ông Tây chú Mười đang trong nhà với ông ngoại á. Ở nhà với ông ngoại. Ông nội, ông ngoại. Hôm nay lu bu quá, tối con vô, chiều con có vô mà tối con không vô đi. Bếp cũng tàn rồi các bạn. Thì cũng sắp tàn luôn. Xin chào các bạn ở clip này nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn nhiều. Rất cảm ơn bạn Huy ha các bạn ha. Gia đình bạn Huy cũng rất là nhiệt tình. Có những cái món ăn rất ngon, chuẩn bị rất là chu đáo. Các bạn thấy về quê miền Tây không? Thấy người miền Tây không? Rất có lòng hiếu khách. Các bạn ơi, ngày mai mẹ mình có tiết mục nấu bánh canh miền Tây mà nấu canh bốn nay còn một sắc với thịt vịt đó, ngon lắm. Mai mấy bạn nói xem lên kênh Hưng Quy nha. Mai có thêm quy đều đó nè. Đó, cảm ơn. Thế mà mấy bạn thấy người miền Tây nhiệt tình cho đó là mình quy sư giới thiệu mà có Huy giới thiệu cho cái clip sau các bạn ha. Nhớ đón xem luôn. Nhớ đón xem nha. Rất đặc biệt tại cái món đó Huy cũng chưa biết. Huy cũng rất tò mò. Huy muốn biết ngày mai. Nói mẹ rồi, chuẩn bị sẵn bột là mai mình nặn vô cái chai á, cắt lấy dao cắt bột vô nồi, mọi người cùng xem. Thú vị lắm. Rồi mời các bạn đón xem ngày mai với Huy nha các bạn. Xin chào các bạn.